gốc quân đội, ông đã sáng tác và được mệnh danh là nhạc sĩ của người lính. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tình khúc của ông, tại vì có những tình khúc rất là nổi tiếng như Người Yêu Em hoặc là Chân Trời Tím, viết theo một tập truyện của nhà văn Văn Quang. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị. Lần đầu tiên đôi song ca nam nữ được kết hợp, Sĩ Tuấn và Vân Anh, qua nhạc phẩm Tình Đầu Tình Cuối của cô nhạc sĩ Trần Tiến Thanh. Thank you.
tranh, nhưng tranh xuông vẫn không như lòng buồn. Tình chân thì vẫn quá bát ngát, mà đường chân thì vẫn thấy quá ngăn. Thành một đời chỉ toàn nỗi chắc chờ mà thôi. Tình đầu là tình.